Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con được hỏi. Nhà con đã bốc bát hương thờ Phật, giờ chiếc đế kê bát hương thờ Phật bị mọt đục, con muốn thay nhưng nhà chùa gắn keo rồi, giờ con phải làm thế nào ạ? Con xin thầy hoan hỷ chỉ cho con. Thôi thì cứ vẫn cậy được mà, gắn keo thì vẫn cậy được, cậy khéo, không có vỡ bát hương thì lại lo. Cậy khéo khéo, keo thì nó lại có đổ cái xăng thơm ấy, lấy cái xăng thơm thì ấy vào lấy cái keo nó lỏng ra mà. Đó, nghiên cứu xem cái keo gì, nếu mà keo 502 hay keo gì mình thử ở ngoài trong cái xăng thơm nó có lỏng ra không. Nó lỏng ra thì mình cho tí keo cái xăng thơm và mình ấy được. Nhưng trước khi làm mình nên chỉ ba biến đại bi thập chú, lễ Phật, lễ tổ, khấn thần linh gia tiên, bên nội bên ngoại ông bà ông vải nhà mình, tổ cô tổ cậu hoan hỉ cho cái việc đó thì mình làm được. Chứ không phải tự nhiên là sờ ầm ầm là vào là đi trèo lên là sờ là lấy xuống để làm thì cũng không tốt. Chúng ta phải chỉ ba biến đại bi thập chú, bát nhã, niệm Phật, xong đó thì mình mới khấn nôm xong mình làm cái việc đó thì xong mình thay cái đế mới vào được mà, cái đấy được. Thay xong lại bao sái đi, xong lại an vị lại, múc cái cốc nước nhỏ nhỏ lên cảnh ngâu cảnh hoa để lên trên ban thờ, chỉ cho ba hoặc bảy biến đại bi thập chú, xong bát nhã, xong niệm Phật, xong hồi hướng tam tự quy, xong rồi lấy cái nước đó mà vẩy an vị lại, thế là được, khấn nôm thôi, thế là xong, nhất tâm thế là cũng được rồi. Đấy, nên làm như thế, làm được nhưng mà nên làm như thế. Một câu hỏi nữa, và từ hỏi qua email của chùa, hỏi qua mail của chùa. Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy, con là Phật tử Hà Nội. Bạch thầy, con đang gặp phải vấn đề như sau mà chưa biết làm thế nào, con xin thầy tử bi chỉ giúp ạ. Chuyện là nhà chồng con rất nhiều kiến dưới nền nhà, mà sáng nào con cũng quét và lau nhà. Mỗi lần quét xong, con nhìn khay hót có rất nhiều kiến còn sống, nhưng cũng rất nhiều kiến đã chết. Con rất sợ, con không muốn làm hại đến một chú kiến nào cả, mà mỗi ngày quét nhà như vậy, con đã cố quét nhẹ rồi, nhưng đến lúc kiểm tra đều có nhiều chú kiến phải chết. Kiến bé quá, con lại bị cận. Kiến thì lại quá bé mà Phật tử này lại bị cận. Cho nên không nhìn thấy kiến ở chỗ nào bò theo, không thấy kiến bò ở chỗ nào. Kiến rất là nhiều, kiến ở nhà thì bò theo gì hàng hàng thành hàng, mà con mà ở rải rác nhiều chỗ ở trong nhà con kiến bò thành hàng, đi theo hàng kiến lại bò rải rác nữa, nhưng mà mắt cận không nhìn thấy rõ, cho nên lúc quét nhà đã cố gắng nhưng mà nhìn lại lúc hót rác vẫn thấy các chú kiến chết hoặc là chú kiến còn đang còn sống ngoác ngoải vân vân. Cho nên bạch thầy, con rất buồn, con cũng rất lo sợ, con không biết làm như làm sao nữa, con xin thầy chỉ cho con được biết phải nên làm sao bây giờ. Con xin tri ân công đức thầy. Có một Phật tử đưa ra câu hỏi, nó cũng rất là thiết thực ở trong đời sống này. Chúng ta thấy không chỉ ở chùa, ở nhà các vị đâu, mà ở chùa lắm khi, mỗi khi mà ở trên chùa chúng ta cúng những cái đồ ăn mà ngọt đó, như là oản đường hay là bánh kẹo mà nó hở ra đó, thì chuột kiến nó ngửi thấy cái mùi ngọt, mùi thơm thì nó bò vào. Hoặc là khi mà cháy nắng trở trời chuẩn bị mưa rào to thì kiến ở ngoài thì họ bò vào, chùa cũng rất là nhiều. Chứ không cứ gì ở ngoài nhà Phật tử cũng ra đâu, mà trong chùa cũng vào rất là nhiều. Đặc biệt là những ngôi chùa trên núi như chùa Tản Viên chẳng hạn. Cái khi mỗi khi trời mưa như vậy, con thiêu thân hay là con dĩn con ấy, nó bò vào, con kiến nó bò vào, bay vào trong chùa trong nhà rất là nhiều, thậm chí là qua đêm nó chết đầy ra.
Nếu mà chúng ta bảo là không quét thì cũng không được. Đấy, không quét không được. Cho nên ở đây thì thôi, cái nhân duyên, cái nghiệp báo của các loại chúng sinh, mỗi loại một khác nhau. Chỉ có điều là khi chúng ta làm cái việc đó, chúng ta quét nhà đó, chúng ta không khởi cái tâm ác, không khởi cái tâm sân hận, không khởi cái tâm ác để muốn giết kiến, để quét nhà. Chúng ta quét nó, đánh cho nó chết, vân vân. Không khởi tâm như thế. Mà chúng ta thì nghĩ là mình đang quét rác ở trong nhà của mình. Và mình nhất tâm thầm niệm Phật để hồi hướng. Nếu không may có những chúng sinh nào chết ở dưới bước chân của mình, ở dưới cái chổi của mình đang quét nhà đó, thì nguyện cho gì những chúng sinh đó sớm được thoát khỏi cái kiếp chúng sinh nhỏ bé kia, để được sinh về các cõi thiên giới, thiện giới, sớm được gặp Phật, nghe Pháp, tu hành chính đạo để sớm được giác ngộ và giải thoát, mau thành Phật quả để tận độ chúng sinh. Khởi tâm như thế mà quét nhà thì thầy mạo muội để nghĩ rằng nếu không may có chết kiến chết trùng đi chăng nữa thì trùng kiến nó cũng không oán chúng ta. Để đấy gọi là ngộ sát, tức là vô tình sát, chứ chúng ta có để ý, có cố tình để giết kiến đâu. Đấy. Cho nên cái này thì Phật tử cũng không phải buồn phiền, mà cũng không phải nặng nề, không phải quá lo lắng vào cái điều đó. Hay thôi, chúng ta cẩn thận thì cứ phát nguyện là trì chú Đại Bi vào cái cốc nước. Mỗi ngày buổi sáng sớm trì 21 biến chú Đại Bi, phát nguyện khoảng 21 ngày hoặc 49 ngày. Ngày nào cũng như thế. Trì 21 cái chén cái cốc nước để lên trên ban thờ, phát nguyện tụng 21 biến chú Đại Bi. Sau đó chúng ta lấy cái nước đó, chúng ta khấn nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Và chúng ta nói cái lấy cái nước Đại Bi Tịnh Thủy này để mong rằng vải khắp nhà chúng ta được thanh tịnh, các loại côn trùng kiến mối vân vân không bò vào, không đi vào gia đình chúng ta nữa. Vì như thế thì rất là nguy hiểm cho mạng sống. Cho nhờ hồng ân Tam Bảo, hồng ân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài gia trì và mong gì cho các Bồ Tát kiến, cho các vị chúng sinh nhỏ bé gì hãy lánh đi nơi khác để sống. Hoặc nếu các vị có đến nhà mình thì tự phải bảo vệ thân mạng của mình lấy, vân vân. Mình vẩy khoảng 21 ngày hoặc 49 ngày như thế. Nếu mà đi được thì tốt, mà không đi thì thôi, chúng ta cứ vẫn làm việc của chúng ta bình thường, nhưng đừng khởi cái tâm xấu ác, ghét bỏ chúng để mà gì mà giết chúng là được. Chúng ta khởi cái tâm là gọi là từ bi lương thiện, bất bạo động. Chúng ta vừa quét nhà vừa niệm Phật và khởi cái tâm hồi hướng công đức. Không may có chú kiến nào hay là có chúng sinh nào nhỏ bé chết ở dưới bước chân của mình hay dưới cái chổi á, mình quét nhà đó thì sớm được siêu sinh về cõi thiên giới, thiện giới, sớm được gặp Tam Bảo, gặp Phật Pháp để tu tập, dần dần sớm được giải thoát, giác ngộ, vân vân. Thì đó chính là cái phương pháp để chúng ta nuôi lớn cái tâm Bồ Đề, diệt trừ cái tâm xấu ác đi. Khuyên Phật tử như cái trường hợp đưa câu hỏi này như vậy. Có một Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, Phật tử con là Nguyễn Thị Việt ở Hà Đông, Hà Nội. Con có đôi điều xin thầy giảng giải cho chúng con được biết. Thưa thầy, chị em chúng con hàng tháng đóng một số tiền nhỏ tùy duyên mỗi người để chung tay làm việc thiện. Số tiền ấy chúng con mua chim mua cá về chùa phóng sinh và cúng dường các việc thiện lành, rồi hồi hướng công đức cho nhóm. Từ khi có dịch bệnh tới nay, chúng con không về chùa phóng sinh được. Số tiền đóng góp chúng con trình rõ nội dung cúng dường và chuyển khoản về chùa, rồi hồi hướng công đức. Xong, vẫn có những suy nghĩ trái chiều và họ cho là
làm lễ hồi hướng ở tại gia thì mất phần công đức của nhóm. Vậy con kính xin thầy giảng cho chúng con được hiểu ạ. Thưa thầy, nhóm chúng con từ lúc có 3 gia đình, nay đã được 42 gia đình, nhưng vẫn chưa có tên. Con xin thầy thương tưởng tới chúng con, đặt cho nhóm chúng con cái tên để chúng con được nương nhờ công đức của thầy và mà thêm vững mạnh. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Câu hỏi thứ nhất, Phật tử Nguyễn Thị Việt ở Hà Đông, Hà Nội cùng với nhóm đạo tràng cũng có nói rằng hàng tháng các Phật tử cùng nhau phát tâm, mỗi người một chút tùy tâm để làm việc phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vân vân. Trước đây khi mà chưa có đại dịch thì thường hay lên chùa để làm lễ phóng sinh, để hồi hướng cho các gia đình. Nhưng từ khi có đại dịch thì chuyển khoản và ghi rõ nội dung cúng dường, in kinh hay là cúng dường phóng sinh hay là cúng dường xây dựng đại tượng vân vân, đại khái thế. Phật tử cũng nêu lên cái tâm tư. Bên đây nói rằng ở trong đạo tràng cũng có một số những người họ suy nghĩ trái chiều. Họ cho rằng hồi hướng là phải lên chùa, hồi hướng thì mới có công đức. Còn nếu hồi hướng ở nhà như thế thì không được viên mãn, vân vân. Và Phật tử Việt này cũng mong muốn thầy là trả lời cho các Phật tử ở trong đạo tràng được biết, trong nhóm hoan hỷ. Thế thầy xin trả lời ý câu hỏi này như thế này. Chúng ta thường nghe ở nhà Phật chúng ta nói là gì? Tâm xuất thì Phật chứng, đúng không? Khi mà mình đã phát tâm làm một cái điều gì đó, chư Phật, Bồ Tát, các ngài đã biết hết rồi. Vì sao mà các ngài biết? Vì các ngài có thần thông, các ngài có tha tâm thông, các ngài có lậu tận thông. Cho nên tâm của chúng ta vừa khởi lên làm cái việc đó, các ngài đã chứng biết hết rồi. Các ngài có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, có lậu tận thông. Cho nên là các ngài biết hết. Vì vậy mà chúng ta mới nghe thấy ở trong nhà Phật chúng ta thường hay nói gì? Tâm xuất thì Phật chứng. Đấy là nói về gì? Về sự. Tâm chúng ta vừa phát khởi làm cái việc thiện đó thì chư Phật Bồ Tát các ngài đã biết rồi, đã chứng rồi. Còn nói về lý thì tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm chúng ta mà phát đó, Bồ Đề để làm cái việc thiện đó, phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh sách vân vân đó, để hồi hướng công đức, thì tự chúng ta thì thấy an yên, thấy hoan hỷ rồi. Chúng ta thấy hoan hỷ, an yên tức là gì? Là phúc đấy, là phúc đức đấy, là công đức đó các quý vị. Cho nên cái chuyện mà hồi hướng ở chùa hay là hồi hướng ở nhà, ở trong hoàn cảnh đó nó như nhau, không có khác. Đây không phải là chúng ta lười đến chùa, mà vì là dịch bệnh. Đặc biệt là cái giai đoạn mấy tháng trước, khi mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta
chưa tiêm phủ vaccine được cho đại đa số nhân dân, chúng ta thấy rất nguy hiểm. Đấy. Cho nên phải nghiêm cấm rất là ngặt trong cái vấn đề gì? Trong cái vấn đề đi ra đường, đặc biệt là dịp vào năm ngoái 2020. Mà có lên chùa thì thầy đóng cửa chùa thì có cho vào đâu mới lên, đúng không? Đó thì cho nên thì phương tiện trong nhóm phương tiện là gửi qua số tài khoản và có nhắn tin. Cúng cái gì, cúng cái gì, cúng tượng, cúng in kinh sách, cúng phóng sinh, vân vân. Thỉnh thoảng thầy nhớ là thầy vẫn nhận được cái tin nhắn cúng dường ở trong tài khoản mà nhóm Phật tử của cụ Việt ở Hà Đông này gửi về. Cho nên các Phật tử trong nhóm chúng ta yên tâm, hoan hỷ nhé. Tâm xuất thì Phật chứng. Các cụ ngày xưa là còn có một câu nữa cũng rất là hay. Và tam bảo Như Lai, của ai phúc nấy. Đó, tam bảo Như Lai, của ai phúc nấy. Tức là chúng ta phát tâm đem cúng dường nhiều hay ít, tâm chúng ta thành kính hay là tâm chúng ta gọi là tát nước theo mưa, vân vân, thì phúc chúng ta tùy theo cái sự thành kính ấy hay là cái sự tát nước theo mưa ấy mà công đức phúc báo sinh ra, tùy theo có lớn có nhỏ, có nhiều có ít vậy. Đó, chúng ta thành tâm cúng dường là cái gì thì chúng ta được hưởng cái đó. Đây chính là gì? Quy luật nhân quả mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chúng ta gieo trồng cái hạt giống gì thì chúng ta sẽ được gì? Cái quả báo đó. Chúng ta trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, trồng mít được mít, và trồng đu đủ thì được đu đủ, trồng ngô được ngô, trồng thóc được thóc, vân vân. Đó, cho nên chúng ta cứ hoan hỷ, nhóm đạo tràng của Phật tử này cứ hoan hỷ, yên tâm. Đấy là cái ý thứ nhất. Thì công đức ấy, đang trong giai đoạn dịch bệnh như vậy, mình không đi được, mình gửi cúng dường qua số tài khoản nhà chùa, nhờ nhà chùa cũng trợ duyên hồi hướng cầu nguyện cho. Ngày nào các sư lên tụng kinh mà chẳng nguyện đem công đức này để hồi hướng cho gì? Các tín đồ Phật tử chúng ta, bách gia chăm họ chúng ta hướng về chùa, cúng dường tam bảo, tịnh vật, tịnh tài để cho các sư yên tâm tu học, để cho cái việc xây dựng chùa cảnh nó vẫn tiếp tục, không bị ngưng trệ, không bị phải dừng lại trong quá trình dịch bệnh đó. Tất nhiên thì cũng giảm bớt thợ nhưng mà vẫn làm trong suốt những cái quá trình đó, trừ những lúc mà đại dịch căng thẳng quá, chính quyền địa phương với nhà nước họ không cho tập trung, không cho làm thì chúng ta cũng phải tuân thủ. Còn ngoài ra khi mà dịch văn vãn và cái cho làm thì thợ thuyền lại tiếp tục làm. Đó. Cho nên tuy là dịch bệnh nhưng các Phật tử chúng ta gần xa thập phương, thậm chí ở cả nước ngoài, các Phật tử cũng hoan hỷ phát tâm về nhiều ít để cùng với tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, trong chùa chúng ta xây dựng chùa cảnh và ấn tống kinh sách Hoằng Pháp Lợi Sinh, đem đến cái sự an vui và đem đến cái niềm tin chân chính cho các Phật tử và bà con nhân dân trong cái giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Vì kinh sách được gửi đến cho các tín đồ Phật tử, cho nhân dân, vì họ không đến được chùa thì nhà chùa gửi tận nơi cho các Phật tử chúng ta cơ mà, đúng không? Chúng ta thấy cứ gửi tin nhắn đến hay là gọi điện đến nhà chùa, đóng kinh sách và gửi bưu điện đến cho tận tay gia đình nhà chúng ta, các Phật tử chúng ta, thậm chí là gửi đến ra cả nước ngoài, gửi cho con cháu của họ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân, xong rồi con cháu họ gửi ra nước ngoài.
Đấy, cho nên cái lúc dịch bệnh thì chúng ta cũng phải tìm nhiều cách để mà hoằng pháp, để mà không gián đoạn cái việc hoằng pháp lợi sinh. Đây là một cái việc làm rất là tốt. Thầy rất là hoan hỷ và tán thán công đức các Phật tử thập phương xa gần chúng ta trong vấn đề hộ trì Phật Pháp. Cho dù là khó khăn, nhưng chúng ta vẫn không quên cái việc hộ trì Phật Pháp, hộ trì cho Thầy Tổ, cho Tăng Ni trong đạo tràng được yên tâm tu tập và hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Ý thứ hai nữa, Phật tử ở trong nhóm cũng muốn là có một cái tên. Vì ngày trước nói là mấy năm trước thì có 3 gia đình thôi, bây giờ được 42 gia đình rồi. Trước tiên nữa, thầy xin chúc mừng nhóm gia đình của Phật tử Nguyễn Thị Việt Hà Đông Hà Nội. Trước đây có 3 gia đình mà mấy năm nay mà lên được 42 gia đình. 42 gia đình các vị nhé, chứ không phải là 4 Phật tử, 42 Phật tử đâu nhé. 42 gia đình Phật tử sinh hoạt theo kiểu như cả gia đình Phật tử. Em rất là hoan hỷ. Công đức của các Phật tử trong đạo tràng rất là lớn. Nhưng cũng mong rằng thì các Phật tử sẽ phát triển hơn nữa để cùng nhau. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh biết đến Phật Pháp, biết đến con đường giác ngộ, giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, mà các quý thầy đã và đang và sẽ mãi mãi tiếp bước Đức Phật để chuyển bánh xe Pháp đến với đông đảo quần chúng nhân dân tín đồ Phật tử thập phương xa gần để cùng nhau tu tập đoạn ác tu thiện làm lành lánh dữ, tu tập chính pháp tới khi đầy đủ phúc báo thiện căn nhân duyên đồng được vãng sinh Tây phương an lạc quốc, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, tốc chứng quả vị viên mãn vô thượng Bồ đề, tức là thành Phật để tận độ chúng sinh đó. Vì vậy mà thôi thì qua buổi giảng trực tuyến này, thầy cũng xin đặt cho đạo tràng của Phật tử Nguyễn Thị Việt Hà Đông Hà Nội một cái tên luôn. Đạo tràng thì thường là chúng ta thấy thường là hay phát tâm làm việc thiện đúng không? Phát tâm làm việc thiện, cùng nhau làm việc thiện. Cho nên thầy đặt cái tên là đạo tràng Thiện Tâm Hà Đông Hà Nội luôn. Đạo tràng Thiện Tâm Hà Tâm, đạo tràng Thiện Tâm Hà Đông Hà Nội. Thế chúng ta như vậy là có hai ba nhóm đạo tràng Thiện Tâm, nhưng mà ở từng khu vực khác nhau. Không sao, ở khác khu vực mà. Đây là đặt cho nhóm đạo tràng Phật tử của cụ Việt này là đạo tràng Thiện Tâm Hà Đông Hà Nội, nhớ đấy nhá. Thế bắt đầu từ hôm nay là có tên rồi nhá, chính danh rồi. Danh chính ngôn thuận rồi. Đến hôm nào thì đi đến pháp hội, đi lên lễ thì lấy cái giấy chứng nhận của đạo tràng. Phòng thông tin ấy, lấy giấy chứng nhận của đạo tràng, hoặc bao giờ pháp hội thì thầy trao giấy chứng nhận đạo tràng ở tại pháp hội cũng được. Thầy đấy xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Đào Quang Trung, quê ở Vĩnh Phúc. Con có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Con sinh năm 1988, vợ con sinh năm 1992. Cách đây không lâu con có đi xem, người ta nói hai vợ chồng con năm nay có hạn tam tai, phải cúng giải hạn. Sau đó con có nói chuyện với em họ con. Em con bảo không nên cúng cái đó. Anh theo em xuống chùa Khai Nguyên dự pháp hội Quán Âm. Con đã xuống chùa dự pháp hội và làm sớ cầu an, cầu siêu đầy đủ. Mong thầy cho con lời khuyên. Con theo đại lễ 2 ngày rồi, có cần phải cúng giải hạn tam tai ở nhà nữa không?
con xin lại tri ân công đức thầy. Qua câu hỏi số 2 này, thầy xin trả lời Phật tử Đào Quang Trung và gia đình Phật tử Vĩnh Phúc như sau. Theo thầy thì như vậy là đủ rồi. Thầy mở đàn lễ pháp hội cầu an đầu năm cho chúng ta, để chúng ta đến để lễ Phật cầu an, tu tập theo đúng chính pháp của Đức Phật. Đó là chúng ta lễ Phật tụng kinh và tu theo pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm. 3 ngày thì Phật tử này đi được 2 ngày đã quý rồi. Rất là tốt rồi. Đã làm sớ cầu an cầu siêu đầy đủ và đã 2 ngày dự pháp hội rồi. Như vậy là nhất tâm rồi. Cho nên không cần phải làm lễ giải hạn tam tai cái gì nữa. Làm lễ Phật theo pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong là số 1 trong các pháp hội của đạo tràng chúng ta rồi. Đây là những đạo pháp hội lớn. Tổ chức cũng đến 5-7 năm nay rồi. Pháp hội Quan Âm đã tổ chức 5-7 năm nay rồi. Pháp hội Trung Phong cũng hàng chục năm nay rồi. Thì Phật tử hôm rồi xuống dự pháp hội Quan Âm. Đây là tu theo đúng chính pháp của Đức Phật rồi. Nương vào phẩm phổ môn 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để tu rồi. Nương vào các nghi thức tán tụng khai thị và tán Phật, lễ Phật, niệm Phật ở trong pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm. Đây là chuẩn chỉ theo nghi thức của Phật giáo chúng ta rồi. Cho nên không phải suy nghĩ gì nữa, không phải lăn tăn gì nữa, không phải đi xem đi bói gì nữa, cứ yên tâm mà làm ăn. Nhớ lời Phật dạy để làm các việc thiện, bỏ các việc ác, sống với cái tâm lương thiện, từ bi bình đẳng, yêu thương, chia sẻ với mọi người, mọi loài, thì mọi việc tốt sẽ đến với mình. Mọi tai ương hạn ách sẽ lánh xa mình. Cho nên thầy khuyên Phật tử này, thôi cứ yên tâm mà sống mà làm việc bình thường. Không phải đi xem đi sỏ, mà không phải cúng tam tai giải hạn gì nữa. Theo pháp hội như vậy đã là tốt nhất rồi, thù thắng nhất rồi, siêu việt nhất rồi. Thầy cứ yên tâm mà làm ăn nhé. Xin trả lời câu hỏi số 3. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con xin thầy bố thí cho con lời khuyên, bây giờ gia đình con phải làm như thế nào để hết rối ren? Ngày trước bố con đi tu phá giới, sau đó sinh ra chị em con. Bố con mất được một năm thì họ đào nhầm. Chị em con đã thỉnh 6 sư thầy về làm lễ chay tại nhà. Bây giờ con có một cô em gái bị tâm thần đang ở trong trại bảo trợ của nhà nước, và một người em trai có hiện tượng tâm thần. Đi khám đã có kết luận tâm thần. Cháu nội con bị tự kỷ. Anh em bố con và gia đình không hòa thuận, mỗi người một phách. Con may mắn được biết đến Phật Pháp và được quy y, nhưng vẫn chưa yên tâm về chuyện gia đình. Con xin thầy khai thị cho con, để gia đình con được yên ấm, hòa thuận. Con xin tri ân công đức thầy. Có một Phật tử nói rằng bố của Phật tử này trước đây có đi tu mà phá giới, tức là xuất gia rồi đó. Sau rồi thì phá giới để về lập gia đình, sinh ra được mấy anh chị em. Thì Phật tử này nói là có cô em, một cô em gái thì bị tâm thần, và một cậu em trai bây giờ cũng đang có biểu hiện tâm thần, và đứa cháu thì cháu nội của thì bị tự kỷ.
Và gia đình thì họ hàng thì lục đục bất hòa vân vân. Ở đây Phật tử nói là bố đi tu phá giới. Thì chúng ta biết là nó có hai trường hợp. Một là đi tu mà họ không tu được, họ xả giới họ về. Thì cái trường hợp này Đức Phật gì? Hoàn toàn là cho phép và cũng hoan hỷ thôi. Thế nhưng trường hợp họ xả vào giới họ về, họ lập gia đình, cái chuyện này là chuyện bình thường, không sao cả. Thế còn cái chuyện phá giới thì nó lại là một vấn đề nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng rồi. Vậy thì cái trường hợp này Phật tử nói là phá giới mà về thì chắc là trường hợp thì cực kỳ là nghiêm trọng. Vì chúng ta biết mà người xuất gia thì tất cả là gì? Từ miếng cơm manh áo, thậm chí đến que tăm rất nhỏ hàng ngày dùng để xỉa răng sau khi ăn cơm xong đó, cũng đều là của đàn na tín thí. Họ cúng dường Tam Bảo. Và trong ba ngôi báu của Tam Bảo thì có một cái ngôi gọi là Tăng Bảo. Thì những người xuất gia đó thì được là một phần ở trong ngôi Tăng Bảo ấy. Những người xuất gia thọ giới tỳ khiêu ni ấy, các quý vị. Mình gọi là sư ông hay sư cô hay là đại đức hay là ni sư, ni trưởng, thượng tọa, hòa thượng vân vân đó. Đó. Từ các vị gọi là sư ông, sư cô hay là đại đức trở lên. Thì được xếp vào một phần của ngôi Tăng Bảo. Thì ngôi Tăng Bảo là phải được tính từ 4 vị tăng xuất gia hoặc 4 vị ni xuất gia thanh tịnh hòa hợp chung sống với nhau trở lên mới gọi là ngôi Tăng Bảo. Thì một vị thì gọi là một phần của ngôi Tăng Bảo. Nhưng mà vị đó vì nếu mà vị một vị đó hoặc một vị tăng hoặc vị ni đó xuất gia thọ đại giới rồi nhưng mà không giữ được giới mà phá giới sau đó mới ra về thì lập gia đình, sau này mới lập gia đình vân vân chẳng hạn, thì đó vẫn gọi là phá giới. Tức là còn ở trong đạo mà phá giới đó, thì đó gọi xong rồi ra về mới lập gia đình, nó gọi là phá giới. Thì trường hợp này từ xưa đến nay các cụ nói là gì? Về rất là khổ. Không khổ về cái này thì khổ về cái nọ. Mà chúng tôi cũng nghiệm rồi. Bạn bè đồng học với khóa học của học viện chúng tôi cũng có mấy vị phá giới về lập gia đình. Nhưng mà cũng mấy năm trời sau gặp lại cũng thấy không ra cái gì cả. Hỏng hết. Không ra cái gì. Hỏng hết. Thế đấy là cái trường hợp mà chúng tôi mắt thấy tai nghe. Còn ngày xưa đi học nghe các cụ các thầy kể chuyện thì cũng nhiều lắm, thì cũng tương tự như thế. Đại đa số thì không mấy người xuất gia phá giới về mà sướng cả. Mà đặc biệt ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng Thanh Từ. Chúng ta biết Hòa Thượng Thanh Từ, cụ là một vị hòa thượng, một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta thế kỷ 20-21 này. Hòa Thượng nói ngày xưa cụ có một sư ông, tên một vị đại đức đó. Vị này học đại học xong, tốt nghiệp, ra trường rồi. Nghe mà vì mộ đạo cho nên xuất gia. Xuất gia cũng được 4-5 năm rồi, lên thọ giới, lên đại đức rồi, tức là lên sư ông rồi. Thế bây giờ có một cô Phật tử đang là sinh viên. Năm 2, 3 gì đó tới chùa làm công quả và chấp tác vào những ngày các cô ấy nghỉ. Và cả khi mà cô này thì hay lại phải lòng cái vị đại đức này, lúc đầu thì là gọi là yêu thầm nhớ trộm thôi. Nhưng mà dần dần đó thì vì cái nhân duyên, cái tình yêu nó mãnh liệt quá cho nên là gần gũi và tỏ tình với cái vị đại đức ấy. Thì lúc đầu vị đại đức ấy cũng từ chối. Nhưng mà xong rồi thấy cô ấy thì yêu đơn phương khổ quá, thấy cô ấy chân thành quá, cho nên vị đại đức ấy siêu lòng. Và cuối cùng một thời gian sau thì vị đại đức đó quyết định là xả giới. Đây là xả giới chứ không phải là phá giới. Hòa Thượng nói là xả giới ra về để cưới cái cô sinh viên đấy. Và về chung sống với nhau được mấy năm.
sinh được hai đứa con, một trai một gái. Sinh hai đứa con, một trai một gái. Và một hôm Hòa Thượng thấy chính cái vị đệ tử của mình mấy năm trước mà xin mình xả giới ra về để lập gia đình đó, dắt theo hai đứa con nhỏ, một trai một gái, lôi thôi lếch thếch đến và quỳ dưới chân Hòa Thượng và xin sám hối, xin Hòa Thượng độ cho ba bố con. Trước đây vì không nghe lời Hòa Thượng cho nên đã xả giới ra về, về chung sống với nhau và sinh được hai mụn con. Thì cuộc sống gia đình nó không như mơ, nó không như là một bộ phim Hàn Quốc ấy, có cái kết đẹp đâu các quý vị. Cho nên là vị ấy nói là vợ của con, nó đã bỏ ba bố con nó đi ngoại tình và nó đi với người con trai khác. Cho nên cái vị này đau khổ, nhớ lại những cái năm tháng ở trong chùa tu hành thanh tịnh của mình, tinh tiến của mình, an lạc của mình, thành thơi của mình, thì rất là buồn. Cho nên lại tìm đến cửa chùa để sám hối Hòa Thượng và xin là Hòa Thượng độ cho. Đấy, ngày xưa chúng tôi nghe Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có kể câu chuyện đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói là ở ngoài đời thì mơ trong đạo, vào trong đạo rồi thì tu không đến nơi đến chốn thì lại mơ ở ngoài đời. Mà ra đời rồi thì khổ không chịu được, lại muốn quay vào đạo. Đấy. Thì đấy là trường hợp xả giới ra về mà Hòa Thượng nói còn khổ như thế, huống chi là phá giới. Đại lão Hòa Thượng Tuyên Hóa thì nói rằng xả giới hay phá giới, nếu phá giới mà họ vẫn còn ở trong chùa để họ tu tập đến trọn đời á, thì cái cơ hội giải thoát của họ thì vẫn còn có hơn là người xả giới ra về mà không tu nữa. Cụ Tuyên, Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng nói này, họ phá giới nhưng mà họ vẫn gì tu cho đến trọn đời ở trong chùa, họ chết ở trong chùa thì cơ hội để họ giải thoát, họ đắc đạo còn nhiều hơn rất nhiều lần những người ở ngoài đời mà không biết đến đạo và không tu đạo. Vì sao Hòa Thượng nói là họ tất nhiên họ vẫn phải trả cái quả báo là phá giới ấy, nhưng mà hàng ngày họ vẫn ở trong chùa, vẫn làm việc Phật, vẫn tụng kinh, trì chú, niệm Phật, làm các việc thiện. Cho nên Hòa Thượng nói này, họ trả hết cái báo xấu phạm trai phá giới ấy thì họ lại được hưởng cái quả báo tốt ấy. Hàng ngày tu tập quét tước chùa chiền, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện đó. Cho nên cái cơ hội thành Phật của họ, cơ hội giải thoát đắc đạo thành Phật của họ còn nhiều gấp bội lần những người ở ngoài thế tục mà bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, hoặc là không đến chùa chiền, không tu tập gì vậy, vân vân. Đó, cũng nói thêm như vậy chúng ta biết. Trở lại cái câu hỏi của Phật tử này, nói rằng bố của Phật tử này trước đây phá giới, đi tu xuất gia phá giới rồi về lập gia đình, sinh ra các con. Thì cho đến nay thì các con thì một cô con gái thì bị điên, một cậu con trai cũng đã có hiện tượng điên và đi khám, bác sĩ bảo là bị thần kinh rồi, kết luận bị thần kinh rồi. Mà một đứa cháu thì tự kỷ, gia đình thì bất hòa, vân vân. Thế đây tôi nghĩ rằng cũng là một cái điều rất là nghiêm trọng. Mà cái này ngày xưa chúng tôi đi tu, đi học ở trường, ở lớp, nó nghe các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, các quý thầy đi trước kể rất nhiều những câu chuyện về những người xuất gia mà phá giới ra về. Đại đa số các cụ nói đến 95-98% là không ra cái gì cả. Khổ suốt đời. Khổ suốt đời.
À, không khổ về cái này thì khổ về cái nọ. Không khổ về kinh tế thì khổ về gì? Về tâm lý, về tình cảm, về gia đình. Hoặc là gì? Bệnh tật. Hoặc là gì? Chết yểu. Đủ các thứ. Nó ùa đến các quý vị. Đây có lẽ là gì? Chính là nhân quả. Tức là mang nợ của đàn na tín thí trước đây. Khi mình xuất gia thì được mọi người cung phụng, mọi người tung hô, mọi người lễ lạy, mọi người kính trọng, lễ bái vân vân. Nhưng do còn nợ đàn na tín thí thì bây giờ là phải trả thôi. Đi về mà làm thân trâu ngựa mà kéo cày trả nợ cái sự vay mượn đó thôi. Đó. Đó cho nên là chúng tôi mới nói là thường nói là, cho dù khó khăn đến đâu thì cũng gì? Có chết thì chết ở trong chùa, đúng không? Trong cái vấn đề xuất gia, khó khăn đến đâu có chết thì cũng chết ở trong chùa. Có chết thì cũng làm sư mà chết. Đó. Chứ không có gì. Không có bỏ đạo mà ra về, về rồi lập gia đình. Khổ lắm, các quý vị cứ xem mà xem. Những lời chúng tôi nói đây là gì thì không phải chúng tôi tự bịa ra, mà đây là các cụ, các hòa thượng, các tổ từ xưa nay thường chiêm nghiệm như vậy. Và chúng ta cứ thử, cứ tự chiêm nghiệm, rồi dần dần chúng ta sẽ thấy, thấy biết thôi. Đó, cho nên người đã xuất gia rồi thì cho dù có khó, có khổ, có vất vả đến đâu, có đói đến đâu, có rách đến đâu, có khổ đến đâu, cũng ráng để mà chịu lấy. Có nhục đến đâu, cũng phải nhẫn lấy. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới có sáu pháp ba la mật, mới gọi là có một cái là gọi là nhẫn nhục ba la mật, là như thế. Khổ đến đâu, nhục đến đâu cũng phải nhẫn, phải vượt qua vậy. Như thế thì mới thành tựu được cái hạt giống ấy, bồ đề, cái quả bồ đề mà chúng ta được viên tròn vậy, được viên mãn vậy. Đấy, cho nên cái trường hợp gia đình nhà Phật tử này thì chúng tôi cũng không thể giúp được gì hơn. Quả thật là không thể giúp được hơn, nó là cái nhân rồi. Bây giờ nó hiện thành quả rồi. Khó lắm. Thì bây giờ chỉ có khuyên, đưa ra lời khuyên để Phật tử này thôi, thì cứ nhất tâm phát nguyện, chị em, anh em, huynh đệ cùng nhau phát bồ đề tâm, nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng 3 năm và phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, cúng dường tam bảo bằng khả năng của mình có thể, để sám hối cầu siêu cho ông, và sám hối cầu an cho người thân, cho những người trong gia đình còn sống này, thì may ra thì cái cơ hội để chuyển nghiệp, chuyển từ xấu thành tốt, dần dần sẽ được như nguyện vậy. Đó, trường hợp này thầy chỉ khuyên như thế, chứ còn thầy cũng chẳng giúp được gì hơn. Nó khó lắm các quý vị. Cho nên thì tự mình gieo nhân thì tự mình phải trả quả thôi. Thì bây giờ mình muốn thay đổi cái quả báo xấu ấy, thì mình lại phải gieo cái nhân tốt bây giờ, để sau này mình có cái quả báo gì, quả báo tốt hơn để hưởng. Đó. Cho nên bây giờ thì thầy chỉ đưa ra cái lời khuyên chân thành như vậy. Anh em, huynh đệ, gia đình, các Phật tử này nên cùng nhau nhất tâm phát nguyện làm các việc thiện. Và đặc biệt là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 năm để hồi hướng. Và ấn tống kinh Địa Tạng được để mà cúng dường cho nhiều người đọc tụng cùng cho mình nữa thì lại càng tốt. À, nên làm cái việc đó. Làm cái việc đó để hồi hướng sám hối cho ông cụ. Thì có thể nó sẽ tiêu nghiệp được nhanh, phúc nó sẽ đến với gia đình được nhanh hơn, thì đỡ khổ thì càng tốt. A Di Đà Phật. Một câu hỏi nữa, các Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy trụ trì, con là Phật tử ở Phú Xuyên, Hà Nội. Con có câu hỏi, kính xin thầy khai thị cho con được biết. Ở quê con có một Phật tử có cháu bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình có nhờ thầy trụ trì chùa làng giúp cứu giúp.
Thầy cho các Phật tử đọc kinh gọi là kinh Ngọc Hoàng Cốt Tủy, mà các Phật tử chúng con đều chưa biết. Như vậy có đúng không ạ? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con và các Phật tử được biết. Con xin chiên công đức Thầy. Trước tiên Thầy xin nói với các Phật tử này, kinh Ngọc Hoàng Cốt Tủy này không phải là kinh của Phật giáo. Kinh này là kinh Ngụy Tạng, tức là Ngụy Kinh. Trong kinh này hổ lốn ba lăng nhăng hết rồi các quý vị. Vì sao Thầy nói là hổ lốn ba lăng nhăng hết? Vì lúc thì nói về Phật, lúc thì nói về Ngọc Hoàng, lúc thì nói về Thái Thượng Lão Quân, vân vân. Cho nên cái kinh này là không phải là kinh của Phật. Nếu là làm tăng ni xuất gia mà không biết được đâu là kinh của Phật, đâu là kinh của tà đạo, kinh tà giáo nó ngụy tạo, thế thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên đã khẳng định với các Phật tử chúng ta, kinh Ngọc Hoàng Cốt Tủy này không phải là kinh Phật giáo. Cho nên nếu mà các Phật tử chúng ta mà đi đọc những cái kinh này, nó rất là nguy hiểm. Nó làm lệch lạc cái tư tưởng của Đạo Phật chúng ta. Nó lệch lạc một cái gì? Là trầm trọng. Cho nên các Phật tử chúng ta theo Thầy thì mình tu theo Phật thì đi theo con đường chính đạo. Không nên đọc tụng những cái kinh sách tà đạo, tà giáo, ngụy tạo như thế. Những Phật tử chân chính chúng ta không nên tiếp tay cho gì những tà giáo như vậy. Đặc biệt các Phật tử này có thể cắt cái đoạn bài giảng ngắn ngắn này của Thầy, đem ra cho sư Thầy chủ trì ấy nghe. Và nếu mà Thầy ấy cần đối chứng để hỏi rằng vì sao kinh đó lại là kinh tà đạo, không phải kinh Phật giáo, thì cứ bảo Thầy ấy gọi điện cho Thầy hoặc nhắn tin cho Thầy. Hoặc là thậm chí có, nếu có thời gian thì lên chùa Khai Nguyên lễ Phật ngồi đàm đạo với Thầy, thì Thầy giải thích cho, dẫn chứng cho vì sao kinh Ngọc Hoàng Cốt Tủy này không phải là của Phật giáo mà xếp vào gọi là ngụy kinh. Tức ngụy kinh là nó giả kinh Phật giáo đó các quý vị, hổ lốn hết. Nó nhặt nhạnh trong kinh Phật một tí, rồi nho giáo một tí, rồi lão giáo một tí, nó viết ra nó gọi là kinh Phật nói, cũng có Như Thị Ngã Văn vân vân gì đó, vớ vẩn linh tinh. Cho nên tăng ni mà không có kiến thức Phật học là rất nguy hiểm là như thế. Cho nên xuất gia mà không được học hành đến nơi đến chốn, ít nhất là những cái giáo lý căn bản của nhà Phật, thì chúng ta cứ thấy kinh gì cứ bảo là kinh có chữ Như Thị Ngã Văn là chúng ta bảo là kinh của Phật là rất nguy hiểm. Vì ngụy kinh nó cũng có thể làm được như thế các quý vị. Họ cũng viết vào câu đấy được. Đấy. Cho nên Thầy khuyên các Phật tử trong đạo tràng không nên tụng kinh này. Nên bạch với Thầy chủ trì là tụng kinh Địa Tạng hoặc là kinh Dược Sư hoặc kinh Phổ Môn để hồi hướng cho cái bệnh nhân đấy, cho cháu Phật tử bệnh nhân đó. Nếu mà bệnh nặng quá thì nên tụng kinh Địa Tạng. Bệnh còn nhẹ nhẹ thì tụng kinh Dược Sư hoặc là kinh Phổ Môn 7 ngày hoặc 21 ngày cộng với phóng sinh tu phúc nữa để hồi hướng cầu đảo bệnh cho cháu bệnh nhân này. Nhưng mà mệnh mà còn á thì nghiệp nó tiêu, dần dần nó khỏe mạnh trở lại. Mệnh mà hết á thì người ta ra đi cũng nhẹ nhàng, được sớm được sinh về cõi thiên giới, thiện giới, thì cũng đỡ khổ cho cả bệnh nhân và cả những người thân về lâu về dài vậy. Đó, thì trường hợp này Thầy khuyên như thế. Các Phật tử nên bạch với Thầy trụ trì của chùa các vị như vậy. Thì còn tùy duyên, Thầy các vị có tiếp thu hay không tiếp thu thì cũng tùy duyên thôi. Thầy cũng không nặng nề cái chuyện đó. Kể cả sau khi nghe thấy Thầy nói như thế, Thầy các vị
chửi thầy, mắng thầy và nói thầy thế này nọ kia thì cũng tùy duyên thôi, cũng không sao cả. Đây thì thầy biết đến đâu thì góp ý đến đó. Còn các vị nghe không thì là quyền các quý vị nhé. A Di Đà Phật.